Răng lung lay khi niềng là hệ quả tất yếu của việc di chuyển răng. Tuy nhiên, nếu như răng lung lay quá nhiều như thế này thì rất có thể bạn đang gặp phải một số biến chứng nguy hiểm. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vấn đề này. Bất cứ khi nào có một lực nào đó tác động lên răng thì một bên dây chằng nha chu sẽ bị nén lại, trong khi bên còn lại được nới lỏng. Lúc này, cấu trúc xương ở bên dây chằng nha chu bị nén lại sẽ từ từ bị tiêu đi và cho phép răng có thể dịch chuyển theo hướng đó. Ở bên phía dây chằng nha chu bị nới lỏng, xương sẽ từ từ phát triển và dày lên. Trong khi răng di chuyển, đôi khi chúng ta có thể thấy răng bị lung lay, nhất là trong giai đoạn thời gian đầu mới gắn mắc cài. Bởi vì giai đoạn này, bác sĩ sẽ sắp đều các răng, đưa các răng đang bị xoay trục hoặc xô lệch về đúng vị trí trên cung hàm. Các dây chằng nha chu sẽ phải co giãn, đàn hồi một cách linh hoạt tùy vào mức độ lực để khử xoay cho từng răng. Khi các răng di chuyển, các bạn có thể cảm thấy răng hơi lung lay, bị đau hoặc gặp phải một số khó khăn trong việc ăn uống. Đây là hiện tượng hết sức bình thường đối với tất cả các bạn đang niềng răng. Sau quá trình tiêu xương chính là quá trình bồi xương để tái tạo lại các phần xương đã bị tiêu đi trong quá trình răng dịch chuyển. Khi xương đã phát triển trở lại thì răng của chúng ta sẽ trở nên chắc chắn hơn và không còn bị lung lay. Tuy nhiên, nếu tình trạng răng lung lay không được cải thiện thì các bạn nên trao đổi với bác sĩ để xác định nguyên nhân và có giải pháp can thiệp kịp thời. Răng lung lay bất thường trong thời gian dài có thể là dấu hiệu của các biến chứng nguy hiểm như tiêu xương hàm hoặc tiêu xương bản ngoài, tiêu chân răng. Những biến chứng này làm răng của các bạn bị yếu đi hoặc ê buốt khi ăn các thức ăn nóng hoặc lạnh. Nguy hiểm hơn, nếu răng lung lay nhiều và bị đau dữ dội thì rất có khả năng bị viêm tủy hoặc chân răng bị bật ra khỏi xương ổ răng. Nếu không được khắc phục kịp thời, các bạn có thể bị mất răng. Để niềng răng nhẹ nhàng, không đau và hạn chế các biến chứng kể trên thì việc tính toán lực dịch chuyển của từng răng là vô cùng quan trọng. Trước kia, việc tính toán lực dịch chuyển răng cũng đều dựa trên kinh nghiệm và cảm tính để thăm dò chủ yếu dựa trên ngưỡng đau của khách hàng nên không đảm bảo độ chính xác. Ngoài ra, các bác sĩ cũng không thể tầm soát được cấu trúc của xương hàm cũng như mật độ và tình trạng xương ban đầu để đưa ra được giới hạn điều trị chính xác, từ đó gây đau nhiều hơn và làm tăng nguy cơ gặp các biến chứng nguy hiểm như tiêu xương, tiêu chân răng hoặc là bật chân răng ra khỏi xương ổ răng. Công nghệ X-Magic ra đời đã khắc phục được những nhược điểm này của công nghệ niềng răng truyền thống. X-Magic áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo kết hợp với bộ 3 kỹ thuật SmartStream, WebShape và AutoLine. SmartStream sẽ cho phép bác sĩ tính toán được mức độ kháng xương vỏ, từ đó dễ dàng xác định được lực lý tưởng cho răng dịch chuyển an toàn, không đau và không bị bật chân răng ra khỏi xương ổ răng. Việc tính toán chính xác được lực tác động cũng như giúp dịch chuyển răng đồng thời cả thân răng và chân răng, đảm bảo quá trình tiêu bồi xương sinh học diễn ra một cách cân bằng, loại bỏ 99,8% nguy cơ biến chứng sau niềng. AutoLine cho phép xác định và đo đạc chính xác các loại chuyển động của từng răng trên cung hàm với các tính năng animation. Do đó, khách hàng có thể dễ dàng biết trước được sự dịch chuyển của răng trong từng giai đoạn, cũng như biết trước được kết quả niềng răng chính xác tới 99,9% ngay cả khi chưa đến gắn mắc cài. Với AutoLine, bác sĩ sẽ dễ dàng xác định được trục răng và vị trí gắn mắc cài lý tưởng nhất cho từng răng của từng khách hàng. Việc gắn mắc cài ở vị trí chính xác ngay từ ban đầu sẽ giúp điểm đặt lực một cách chính xác, từ đó dịch chuyển răng nhẹ nhàng và không đau. WebShape cho phép khách hàng biết trước được sự thay đổi của góc nghiêng trước và sau khi điều trị, đặc biệt đối với những ca niềng răng để cải thiện tình trạng răng hô hoặc là răng móm. Với X-Magic, bác sĩ sẽ đảm bảo được các tiêu chí, lên kế hoạch điều trị chính xác ngay từ ban đầu, dịch chuyển răng nhẹ nhàng, an toàn trong suốt quá trình điều trị và mang lại kết quả tối ưu nhất cho khách hàng, hạn chế các nguy cơ tái phát sau niềng răng.